Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng bạn đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của Toàn. Video này Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn các cách để cho các bạn có thể làm video nhanh đủ 4.000 giờ xem trên YouTube. Đây là câu hỏi rất là nhiều người quan tâm và video này Toàn sẽ tổng hợp các kiến thức và bổ sung thêm một vài cái thủ thuật để các bạn có thể nhanh chóng đạt 4.000 giờ xem để đủ điều kiện bật kiếm tiền YouTube một cách nhanh nhất. Với 4.000 giờ xem thì chúng ta cần phải có 240.000 phút xem, tương đương với lại 14.400.000 giây, nó khoảng là 166 ngày, khoảng 5,5 tháng, tức là khoảng 5 tháng rưỡi. Và đây thật sự là con số không phải là nhỏ ha. Rất nhiều kênh không vượt qua được cái mốc 4.000 giờ xem này. Nhưng với nhiều bạn làm cái cách làm khoa học, cách làm đúng thì con số này cũng không quá cao, các bạn sẽ đạt được rất là nhanh. Mặc dù chúng ta tính ra thì các bạn thấy phút, giây, ngày và tháng nó rất là nhiều đúng không? Nhưng các bạn hãy lưu ý nha, YouTube cho các bạn tự do đăng video, không giới hạn số lượng video. Các bạn có thể đăng bao nhiêu video cũng được, miễn các bạn đạt đủ số lượng giờ xem, như thế là các bạn được đạt điều kiện. Đây là một cái lợi thế cho các bạn ha. Và làm như thế nào để chúng ta đạt nhanh vượt qua được cái mốc đó thì các bạn hãy lưu ý một số điểm sau nha, mình sẽ nói thật là chi tiết. Thì qua phép tính toán ở trên, nếu như bạn dự định cho một kênh YouTube lâu dài của mình có thể thu hút được nhiều người xem để nhanh chóng đạt 4.000 giờ xem trong khoảng 5,5 tháng như lúc nãy chúng ta tính đúng không, thì các bạn cần phải làm một số bước sau đây ha. Thứ nhất, ít nhất thì các bạn phải tạo một cái danh sách phát trên chính kênh các bạn ra để kéo dài thời gian xem trên mỗi video của các bạn ha. Nếu như bạn chưa có một cái danh sách phát thì các bạn hãy tập tạo một cái danh sách phát ngay từ bây giờ nha. Bởi vì những cái danh sách phát nó sẽ khiến cho video các bạn nó phát theo một cái vòng lặp và khả năng khiến cho người xem các cái video trên kênh các bạn họ xem trong một thời gian dài nhất mà không gặp trạng thái chuyển video. Nếu như các bạn cho họ xem một cái video trong danh sách phát thì khả năng nó đề xuất các video khác trong danh sách phát các bạn rất là cao và tổng thời lượng giờ xem trên video trên kênh các bạn nó sẽ tăng rất là đáng kể. Và mỗi video là một phần của danh sách phát sẽ được phát sau khi một cái video kết thúc. Các bạn nhớ nha. Và nếu như các bạn khiến cho người xem một video thì thuật toán YouTube sẽ giới thiệu toàn bộ video trong danh sách phát. Đây là một điểm các bạn nên lưu ý nha. Rồi, bước qua cái điểm thứ hai là các bạn nên tạo một cái tiêu đề và hình ảnh thu nhỏ nổi bật lên nội dung các bạn đang tính làm về cái gì. Nhớ nha. Thì giống như những gì các bạn thấy trong cuộc sống này, cái gì nổi bật thì được cộng đồng người ta quan tâm ha. Nếu như cái gì nó mang tính đại trà quá thì cái lượt xem, cái lượt quan tâm nó cũng sẽ giảm đi. Đó là điều hiển nhiên nha các bạn. Trong cái việc chọn tiêu đề và hình thu nhỏ hay gọi là thumbnail, nó ảnh hưởng rất nhiều đến lượt xem và thứ hạng của các bạn. Và ảnh hưởng đến cái việc người ta quyết định click vào video các bạn xem. Nhớ nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem cái phần thứ 3. Và các bạn nên gợi ý xem thêm một số cái video liên quan trong cái phần mô tả video của các bạn. Thì các bạn xem ở trên màn hình mình có để cái một ảnh minh họa. Đây là một cái cách làm của những kênh người ta hay sử dụng cách này để đề xuất các cái video khác cho một cái video bất kỳ mà khán giả đang xem. Nó sẽ rất là hiệu quả, nó sẽ giữ chân người xem video các bạn rất là nhiều. Chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy cách làm này rất nhiều trên một số cái kênh rồi đúng không? Và khuynh hướng người xem người ta sẽ click vào xem rất là nhiều ha. Tiếp theo chúng ta nên tạo một cái màn hình kết thúc ở mỗi video. Hãy tập làm cái này bởi vì đây là một cái giữ chân người xem cực kỳ hiệu quả. Và mình luôn dùng cách này để giữ chân khán giả trên các cái kênh của mình. Và ở đây màn hình kết thúc các bạn có thể đưa vào một cái video bất kỳ ha, một cái liên kết bên ngoài hoặc là liên kết đến video. Hoặc là các bạn có thể thêm cái nút đăng ký kênh. Đây cũng là một cái rất là hiệu quả.
mà các bạn có thể làm. Đây là những cái YouTube cho sẵn chúng ta hết mà các bạn chỉ cần tận dụng thôi. Nói chung thì ok, thì trên đây Toàn đã chia sẻ cho các bạn các cái cách để các bạn có thể tăng giờ xem trên để các bạn có thể tăng giờ xem trên kênh các bạn hiệu quả. Để mình sẽ lược lại cho các bạn nắm nha. Thứ nhất, các bạn cần phải nắm rõ 4.000 giờ xem thì nó quy đổi ra bao nhiêu phút, giây, ngày và tháng. Thứ hai, các bạn hãy tạo một cái danh sách phát. Thứ ba, các bạn hãy tạo ra một cái tiêu đề hình ảnh thu nhỏ nổi bật. Nó không có đại trà, nó không có giống những kênh khác. Thứ tư, các bạn hãy gợi ý khán giả xem thêm các cái video liên quan. Và cuối cùng, các bạn hãy tạo một cái màn hình kết thúc ở mỗi video. Các bạn, đó là những điều mình hy vọng rằng các bạn nắm được và các bạn áp dụng cho kênh các bạn. Ok, thì trên đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về cái cách làm như thế nào để tăng 4.000 giờ xem trên kênh hiệu quả nhất. Và đây là cách làm đúng chính sách của YouTube nha các bạn, không cần phải lo lắng. Và nếu như các bạn học hỏi được điều gì qua video này, các bạn nhớ ủng hộ Toàn bằng cách like video này cũng như nhấn subscribe đăng ký kênh CD Hay Studio của Toàn. Nếu như bạn có câu hỏi gì về vấn đề nãy giờ chúng ta chia sẻ và những cái vấn đề khác, các bạn có thể comment bên dưới video này, Toàn sẽ giải đáp cho các bạn nha. Chào các bạn, hẹn bạn ở video sau, chúng ta sẽ cùng học hỏi về YouTube nha. Xin chào.